Hi, mến chào tất cả các bạn trên toàn thế giới. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Hân, hiện đang ở Nagoya, Nhật Bản. Hân đang là mẹ của ba bé nhỏ và làm kinh doanh toàn thời gian với New Skin được 2 năm. Thì hôm nay đội nhóm mình rất là phải nói rất là vui được cùng các chị em trên toàn nước Nhật, em lộn sorry nhé, có cả chị Hằng ở Việt Nam nữa. Thì tụi mình sẽ cùng nhau làm đẹp trên cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì chương trình làm đẹp của tụi em hôm nay sẽ có 4 phần. Thứ nhất là mình sẽ cùng nói về cái viên trắng da này một chút xíu để vì sao mình có thể trắng đẹp từ bên trong nhé cả nhà mình nhé. Và thứ hai là mình sẽ cùng nhau rửa sạch mặt mình với một công nghệ đang đứng đầu thế giới. Và tiếp theo nữa mình sẽ cùng nhau nâng cơ mặt mình. Rồi và cuối cùng là mình sẽ cùng nhau dưỡng da và mình cùng đi ngủ. Thì chắc là tất cả các bạn đang xem live hôm nay chắc cũng có ít nhiều bạn sẽ tò mò về tụi Hân làm cái kinh doanh gì. Thì Hân xin thưa với các bạn một chút xíu, thì tụi Hân trên đây rất là đơn giản, đều hầu như là đều là những người mẹ bỉm sữa, nhưng mà tụi Hân có những ước mơ, có những hoài bão của mình rất là cao khát và mình luôn biết vươn lên và tận dụng cái thời gian rảnh của mình để mình tìm kiếm một cái gì đó. Và tụi Hân đã gặp nhau ở một điểm chung là mình khi mình thấy được những cái sản phẩm tốt và mình không ngờ là chỉ qua những sản phẩm như thế này nhưng mà có thể giúp tụi mình kiếm tiền vào cái thời gian rảnh để mình có thể phát triển một cái hệ thống kinh doanh toàn cầu rất là tuyệt vời. Thì bạn nào mà mình muốn được cùng vui nè, cùng trẻ nè, cùng đẹp thì hãy liên lạc với những người nào mà gửi cái đường link này cho các bạn. Mình sẽ được hướng dẫn cách bắt đầu ngay bây giờ nhé, rất là đơn giản, chỉ việc trải nghiệm những sản phẩm mình yêu thích và mình có thể bắt đầu từ đó. Và Hân cũng vậy và tất cả các chị em trên đây cũng vậy. Rồi bây giờ Hân xin nhường lời lại cho một em rất là dễ thương, đó là em Thúy, sẽ giúp Hân chia sẻ về cái viên trắng da này. Thúy đã dùng cái viên này được hơn 1 tháng và rất là có kết quả làn da của em. Phải nói, có một kết quả tuyệt vời. Hân xin mời Thúy chia sẻ giúp Hân nhé. Hay mời Thúy. Đợi chút nha Thúy, Thúy chưa có mở đường like. Dạ, em chào cả nhà mình. Em là Thanh Thúy, hiện tại đang sinh sống tại Nhật Bản. Thì sau thời gian uống cái viên uống trắng da này và em có cảm giác là ngoài cái việc mà nó là có giúp cho mình là chống lão hóa và em cảm thấy là làn da của mình là trắng trắng sáng lên, xong cảm giác là tầm 2 tháng em sử dụng là thấy trắng sáng lên. Và không những như vậy, da của mình đó, nó có sự thúc đẩy làm cho da của mình mềm mại và tăng cường sự đàn hồi cho da. Và sau 2 tháng, còn 2 tháng sử dụng thì em thấy là da của mình nó trắng sáng lên và khách của bản thân là khách của em sử dụng thì có kết quả rất là tốt, nên là cái viên uống trắng da này bây giờ em rất là tự tin để sử dụng mỗi ngày, và một ngày chỉ 4 viên thôi, và sáng em có thể là uống 2 viên, tối em uống 2 viên, nhưng mà nó có một cái tác dụng rất là rõ rệt luôn là da của mình sẽ làm mới lên và tăng cái sự đàn hồi sau một thời gian ngắn sử dụng là có kết quả. Em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Thúy những lời chia sẻ rất là chân thành và kết quả rất là chân thật của em. Thì bây giờ tụi mình cùng nhau, mình còn buổi tối đúng không? Bữa nay mình cùng uống 2 viên nhé. Thì sáng Hân đã uống 2 viên, bây giờ Hân sẽ uống 2 viên nữa. Cái này là cả nhà mình, Hân xin bổ sung Thúy một chút xíu là cái viên này ngoài cái tác dụng đánh bật cái tông của làn da của mình, viên này còn hỗ trợ chống nám và tàn nhang rất là nhiều nhé. Hân đã dùng cái hũ này được gần 1 năm và kết quả rất là tuyệt vời. Cái làn da của Hân, bạn nào mà lúc trước biết cái làn da của Hân nám rất là nhiều nhưng bây giờ nó mờ đi rất là nhiều và chỉ còn một chút xíu thôi, thì nhờ cái này hỗ trợ từ bên trong rất là tuyệt vời. Thì mình ở ngoài, tức là trong uống, ngoài thoa thì mình sẽ có kết quả nó tăng gấp bội nha cả nhà nào nhé. Nám, tàn nhang, da đồi mồi hoặc là da da đen, da ngăm đen, bye bye nhé. Mình sẽ có một làn da trắng tuyệt sau khi mình trải nghiệm một thời gian cái hũ này. Rồi, tụi mình cùng nhau uống nhé. Hai. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Thì tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau làm sạch da mặt mình một buổi tối sau một ngày mệt mỏi. Thì mình sẽ dùng cái công cụ này. Thì mình xin mời một cái chị phải nói rất là đẹp,
Chị đã có một kết quả sau chỉ sau 2-3 tháng mình dùng cái chiếc máy công nghệ đứng đầu thế giới này, công nghệ Enoch. Thì Hân xin mời chị Hằng ở thị trường Việt Nam thì chị sẽ giúp các chị em mình chia sẻ về cái công nghệ này nhé. Em mời chị đẹp ở Việt Nam, hay mời chị. Chị Hằng ơi, Rồi ai chị chào Hân. Rồi chị chào Hân, rất cảm ơn Hân cũng như mọi người. Hôm nay mình rất là vui khi có một cái cơ hội mà được chia sẻ về chiếc máy rửa mặt Lumi Spa. Mình đang sống ở Hà Nội, Việt Nam, và sau một thời gian mình sử dụng cái chiếc máy này thì mình đã có được một cái làn da ưng ý và mình rất là yêu quý cái chiếc máy này. Hôm nay mình chia sẻ cái cách rửa mặt mọi người nhé. Chiếc máy Lumi Spa là một cái chiếc máy mà được rất là nhiều giải thưởng ở trên thế giới. 3 năm liền liên tiếp cái chiếc máy này đều được được cái giải là cái thiết bị chăm sóc cũng như là làm sạch tốt nhất trên thế giới, và được cái tạp chí làm đẹp rất là uy tín của Mỹ là New Beauty bình chọn. Chiếc máy thì được bảo hành 2 năm chính hãng và được sở hữu cái công nghệ là ageLOC trẻ hóa độc quyền, cho nên là nó rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mọi người cùng rửa mặt với Hằng nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt mặt này. Sau đó thì mình sẽ dùng cái sữa rửa mặt đi kèm này. Chiếc máy này thì nó sẽ có 4 loại sữa rửa mặt đi kèm với 4 loại da khác nhau, thì mọi người sẽ lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp với loại da của mình nhé. Thứ nhất là có loại sữa rửa mặt dành cho da thường này, dành cho da nhờn này, da khô và da nhạy cảm. Như da của Hằng đây là da hỗn hợp này, tức là cái phần trán, phần mũi, phần cằm là da là nó nhờn, và 2 bên má thì khô, cho nên mình sẽ lựa chọn cái sữa rửa mặt là dành cho da hỗn hợp. Đầu tiên là mọi người sẽ cho sữa rửa mặt lên, có 2 cách để mọi người sử dụng này. Thứ nhất là cho lên, có thể là cho trực tiếp lên 4 điểm trên khuôn mặt này, hoặc là mọi người có thể là cho sữa rửa mặt lên trực tiếp lên trên cái đầu 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 cọ của mình này, lên cái phần phần trong của cái máy rửa mặt này. Sau đó thì mọi người sẽ làm ướt cái đầu cọ nhé. Mình sẽ xoa đều cái sữa rửa mặt lên trên khuôn mặt này. Mọi người xoa cùng Hằng nhé, xoa đều sữa rửa mặt trên khuôn mặt này. Rồi, sau khi mà xoa đều sữa rửa mặt trên khuôn mặt ý, thì mình sẽ bấm một cái nút duy nhất ở trên chiếc máy rửa mặt này thôi, chỉ có một nút duy nhất mọi người nhé. Mọi người sẽ bấm vào đợi về đây và máy sẽ bắt đầu chạy này. Mọi người sẽ rửa theo cái chiều của da mọi người nhé, đưa rất là nhẹ nhàng thôi, đưa rất nhẹ nhàng này từ dưới lên trên theo cái cấu tạo của da mọi người nhé. Vì là cái chiếc máy này là nó đã được sở hữu cái công nghệ là xoay đảo chiều cái đầu silicon của máy ấy, là nó xoay đảo chiều, cho mọi người không cần phải đưa quá mạnh. Tự động là sau 30 phút ấy, à, sau 30 giây xin lỗi, sau 30 giây là máy sẽ ngắt và sẽ nhắc nhở chúng ta là chuyển lên cái vùng vùng khác của khuôn mặt nhé. Mọi người đưa nhẹ nhàng này, rửa hai hai bên phần cánh mũi này, rửa phần trán này. Đó. Cái chiếc máy này thì nó có 7 cái lợi ích. Thứ nhất là nó làm sạch sạch sâu cái da của mình, lấy tất cả những cái bã nhờn này, những cái bụi bẩn, cũng như là cái kem kem dưỡng, cũng như là cái lớp trang điểm mà mình bôi lên trên da. So với cái cách mà rửa mặt thông thường mọi người hay dùng trước đây là rửa mặt bằng tay ấy, thì nó chỉ sạch cái bề mặt trên của da thôi, chứ còn máy rửa mặt này nó giúp mình sạch sâu. Chính vì vậy mà nó làm cho cái làn da của mình này rất là mịn màng mọi người nhé, và nó giúp cho mình thu nhỏ lại cái lỗ chân lông này, cũng như làm da rạng rỡ, sáng hơn, đều màu hơn, tái tạo cho mình một cái làn da mới, tẩy tất cả những cái da chết của mình này, những cái bụi bẩn, những cái dầu thừa tích tụ ở trong dưới 3 cái lớp da của mình, cho nên nó sẽ làm cho cái da của mình sản sinh thêm cái collagen và tái tạo lại cái làn da mới, giúp da của mình sẽ khỏe mạnh hơn. Và khi mà da của mình được tập thể dục 2 lần, 2 phút vào buổi sáng này và 2 phút vào buổi tối, thì cái da của mình sẽ rất là săn săn chắc, đúng không ạ? Săn chắc và trẻ hơn, đẹp hơn. Đó, máy chạy rất là nhẹ nhàng, rất là êm mọi người nhé, bởi vì là cái đầu máy được làm bằng cái silicon y tế, nó rất là mềm mại, cho nên là nó sẽ không làm tổn thương cho da, và cái đầu cọ nó đã được phủ cái lớp bạc kháng khuẩn rồi, cho nên là mọi người yên tâm nhé, nó rất là vệ sinh. Máy chạy rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Cảm giác rất là sảng khoái, êm dịu.
Mình đang massage, mình đang tập thể dục cho cái làn da của mình. Hàng ngày mọi người có đi tập thể dục không ạ? Rồi, hết 2 phút là chiếc máy nó đã tự động ngắt mọi người nhé. Đó, chiếc máy rất là thông minh, 2 phút là tự động ngắt. Để sau đó thì mọi người sẽ làm sạch cái da mặt của mình và gỡ cái đầu cọ này ra và làm sạch cái đầu cọ này dưới vòi nước sạch mọi người nhé. Mình làm sạch cái phần da mặt của mình sau khi rửa mặt xong. Thế là đã kết thúc cái quá trình rửa mặt rồi. Em cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ rất là tỉ mỉ cũng như chi tiết về cái chiếc máy trong vòng 2 phút nhưng mà đem lại 7 lợi ích rất là tuyệt vời cho da. Thì Hân rất là thích, Hân cũng như đội nhóm Hân rất là thích. Và đặc biệt nhất cái đầu này là nó có cái công dụng, tức là nó xoay đảo chiều đó cả nhà mình. Đó là nó giúp cho da của mình như được tập thể dục mỗi ngày nè. Mình dùng càng ngày da mình sẽ càng săn chắc hơn và nuôi dưỡng cái làn da của mình được tốt hơn. Và đặc biệt nhất là cái đầu này nó có một cái lớp bạc kháng khuẩn ở trên đây. Nên mình không có phải lo là máy, mình chỉ việc rửa với vòi nước thôi là da mình là cái này nó có thể làm sạch hết mà không phải lo sợ như là những cái loại đầu khác bằng chổi bằng cước thì nó không có sạch nên nó sẽ khó mà diệt được các vi khuẩn á, nó không có vệ sinh mặt cái như này nhé. Rồi để em đi rửa cái mặt. Sau khi rửa mặt xong thì mọi người sẽ dùng khăn khô và lau khô da mặt của mình nhé. Mọi người có cảm nhận như nào ạ? Hằng thì cảm nhận là nó rất là sảng khoái, da mặt được sạch sâu này, rất là thoáng này và cảm giác là da nó rất là mịn màng cũng như là săn chắc. Em thì cảm nhận nó rất là đã, sau một ngày em mệt mỏi các thứ cái mặt mình nó giống như nhẹ xuống mấy kilo đó cả nhà, mình rất là nhẹ. Và đặc biệt nha, em nhớ mãi cái cảm giác hồi đó em sau khi em dùng cái chiếc máy này đầu tiên á, trời ơi giống như là hồi đó là em bán xôi chè không, sau một ngày nó rất là mệt, dầu dung nó các thứ mình rửa xong trời ơi nó giống như bừng tỉnh lại bao mệt mỏi nó tan biến hết và cái làn da của mình rồi nó đã gì đâu á, nó nhẹ đi bao nhiêu cái mệt mỏi nó đi hết. Và đặc biệt nhất xong mình thấy cái da mình á, nó giống như mình vừa được đắp một cái mặt nạ đắt tiền á, tại vì cái trong cái sữa rửa mặt này, sau này em tìm hiểu thì mới biết trong cái sữa rửa mặt của công ty của hãng bên mình nó có hoạt chất Elox có nghĩa trẻ hóa trong đây nữa, nó không phải là rửa mặt sạch da đơn thuần mà nó vừa rửa sạch da mình và nó vừa nuôi dưỡng cái làn da của mình á. Thành ra sau khi mình chạy xong mình thấy cái làn da mình nó rất là sẵn, nó rất là giống như mình vừa được đắp một cái lớp mặt nạ đắt tiền lên da mình á, rất là mịn, rất là đã. Cả nhà mình thấy sao? Rồi. Rồi tiếp theo em xin mời. Cảm ơn Hân, chị Hằng nhiều nha. Thì sau như chị cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ cái bước rửa mặt của mình, thì mọi người cứ biết không, ngoài cái bước rửa mặt ra đó thì công ty mình còn có một cái công nghệ khác nữa. Là cái công nghệ của cái máy nâng cơ này ha. Thì cái máy nâng cơ này như mọi người thường đã biết á, thì mình sẽ có hai loại gel này đúng không, trắng và xanh, giúp làm sạch và giúp xóa nhăn mờ nám đúng không mọi người. Nhưng mà hôm nay Hồng sẽ bật mí cho mọi người biết thêm nữa, ngoài cái này ra mình sẽ còn một cái dụng cụ khác nữa, đó là cái mặt nạ. Đây, cái mặt nạ dành cho máy nâng cơ, bạn nào có thì sử dụng nhé. Thì cái mặt nạ này á, ngoài cái máy nâng cơ giúp cho mình là lấy sạch bụi nè, trẻ hóa da, nó đã giúp cho Hồng gọn cái gương mặt rồi mọi người. Hồi trước là ở dưới này nó có cái nọng luôn á, bây giờ mọi người thấy không, hầu như là đã không còn nữa. Những cái nếp nhăn như cái khóe râu rồng cũng hết nè, đuôi mắt cũng không còn nè ha. Rồi thêm một cái đặc biệt đó là cái này nó sẽ giúp cho da của mình cực kỳ mịn sau khi mình đắp xong mà chạy máy nâng cơ nha mọi người. Cái máy nó sẽ giúp, bình thường mình đắp á nó chỉ thấm ở bên ngoài đúng không, nhưng mà khi mình chạy chiếc máy này trên cái mặt nạ đó mọi người biết không, nó sẽ đẩy sâu tận 3 lớp da của mình cực kỳ sảng khoái. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chạy như thế nào để cho cái chất dưỡng chất trong cái này nó sẽ đẩy hết vào trong da của mình ha. Thì trước tiên á thì mọi người sẽ làm ướt mặt của mình nha. Và nhớ cho xịt khoáng để cách xa khoảng 20 cm nha mọi người, đừng có để sát quá. Rồi, mình sẽ xé cái mặt nạ này ra. Rồi. Mình lấy ra nha, mọi người lấy ra nha. Đây. Đó, mình sẽ banh nó ra nè. Rồi, mình trước tiên á, mình chỉ mở một cái lớp ra trước nha mọi người. Mình sẽ mở một lớp giấy trên này ra trước. Đây. Đó, mình nhẹ nhàng mình mở một lớp giấy ra. Rồi, mọi người sẽ đắp lên nha. Đắp cái mặt mà mình đã lột ra rồi đó mọi người. Mình sẽ ốp lên trên cái gương mặt của mình.
Đây. Mọi người biết không, khi mà mình vừa đắp lên thôi đó là cái cảm giác mà nó mát lạnh nó đã dẫm vô trong da của mình rồi đó. Nó mát, cực kỳ mát luôn. Rồi, tiếp theo nha, mọi người nhẹ nhàng nè. Mình kéo nhẹ xuống và mình giữ một cái lớp ở giữa, ốp sát da mặt mình lại rồi mình lột cái lớp bên ngoài ra nha. Đây. Vừa lột mình vừa giữ cái kia lại nha. Rồi mình vuốt cho cái mặt nạ của mình nó dính sát vào trong da nha mọi người. Đó, rồi mình định hình, mình vuốt cho cái mặt nạ của mình nó ổn định lại cho nó đúng cái vị trí mà mình chạy máy mà nó ốp sát vô cái gương mặt của mình ha. Mọi người cảm giác sao? Chứ Hồng là hả? Thích lắm. Một tuần hai lần không quên được luôn á. Cứ xiên trì mà chạy để cho da của mình hấp thu đầy đủ dưỡng chất nha cả nhà mình nha. Rồi. Tiếp theo là mình làm ướt cái mặt trước và mặt sau của máy nhé. Mình sẽ chờ cho những bạn nào chưa lột được nè, mình sẽ chờ mấy bạn lột xong. Mình nhìn vào. Em nói một cái là em không chạy máy được tại tối hôm qua em mới làm với bên Mỹ và Canada nha. Ok em, cảm ơn em nha. Em là người rất là siêng năng hỗ trợ đội nhóm hết mình luôn á. Chỗ nào cần là có em. Rồi mọi người xong chưa? Rồi bắt đầu nha. Thì ai có bắt đầu ốp xong rồi mọi người cầm máy nâng cơ lên và mình chọn ở chế độ số 4 nha mọi người. Số 4, và nhớ là mặt sau phải ướt, mặt trước phải ướt rồi. Mình ốp lên trên mặt của mình nhé. Khi nghe tiếng kêu bíp bíp rồi á, mọi người nhẹ nhàng kéo từ trong ra ngoài. Cũng giống như mình chạy máy nâng cơ vậy đó mọi người. Mình đi nhẹ nhàng trên cái mặt nạ từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên nha. Như vậy. Thì khi mình đẩy tới đâu là dưỡng chất nó sẽ được đẩy sâu vào. Đây là cái công nghệ độc quyền của công ty, nó sẽ giúp đẩy những cái dưỡng chất cực kỳ sâu vào trong da của mình để cho da mình hấp thụ một cách triệt để nhất. Đó. Và ngay trên trán mọi người cũng đẩy lên như vậy. Cứ đi từ dưới lên trên, đi đường dích dắt như vậy nhé. Cứ nhẹ nhàng mình đi khắp cái gương mặt của mình để cho cái dưỡng chất nó được thấm sâu vào trong da của mình nha. Khi mà mình di chuyển như vậy nè, là mình sẽ nghe được cái tiếng bíp bíp của cái máy á. Mấy bạn không phải lo nha. Đây là cái tín hiệu là máy vẫn hoạt động bình thường á. Để cho mình biết là máy hoạt động tốt. Máy nên là... Nên là hả mọi người nào á, mà mình quan tâm tới sắc đẹp của mình nè, mình quan tâm tới tuổi tác của mình, tại vì cái làn da nó tố cáo tuổi tác của mình đó mọi người. Cho dù mình trẻ cái máy nhưng mà giờ làn da mình xấu thì nó sẽ nói ra cho mình là mình, người ta người nhìn vào sẽ cảm giác như là cái tuổi của mình nó sẽ lớn đúng không? Nhưng mà mình biết chăm sóc da thì cái làn da của mình nó trở thành trẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà như mình mà mọi người hỏi mình á, có những bạn gặp cái hỏi chứ chị ơi chị bao nhiêu, mình nói chứ gần U40 rồi, phát một câu cô bằng mẹ con rồi đó. Nghe là giật mình luôn, kêu mình chị rồi xong nó cô bằng tuổi mẹ con á. Nên là mình mới biết là sau khi mình sử dụng những cái công nghệ này của công ty thì nó giúp cho mình trẻ ra đó mọi người. Da của mình trẻ hơn, sáng hơn, nó sẽ không còn những cái nếp nhăn không cần thiết trên gương mặt của mình. Nên là bạn đầu tư, cái đầu tư mà gọi là đầu tư đúng nghĩa nhất là đầu tư cho chính bản thân mình nha. Mọi người sẽ thấy được là những chị em nào mà da càng ngày càng săn chắc, không có bị nhăn hay là bị những cái khóe mắt này đó, thì nên đầu tư cho mình nhé. Để được trẻ, được đẹp hơn mỗi ngày nha. Rồi mọi người cứ đi đều đặn như vậy nè. Đó, từ dưới lên nha. Hai bên cánh mũi cũng vậy, cánh mũi mình cũng cần phải đi nha. Rồi mấy chị tập trung chuyên môn quá, nâng hết lên. Đúng rồi, mọi người tập trung chuyên môn á, cười lên cắt cho tôi nè mọi người ơi. Nhìn giống như cô ngon bất kỳ.
Không sao đâu, trước bây giờ mình là Obake, nhưng mà sau khi hết Obake là da mình sẽ đẹp lên mọi người, đẹp lên một cách không ngờ luôn á. Mình thích lắm. Mỗi lần mà sau khi mình chạy xong cái máy này nha, đắp xong mặt nạ nha, mình rờ cái mặt của mình á, nó đã lắm, nó mịn màng mà nó săn chắc, cảm giác sướng lắm. Nên là mọi người không có cần phải đẩy mạnh đâu, cứ nhẹ nhàng như vậy mình đi thôi. Đó, cứ từ từ như vậy nè. Đó, nhẹ nhàng lên nha, rất là nhẹ nhàng. Giống như mình nâng như nâng trứng vậy đó mọi người. Mình cứ tưởng tượng là cái da mặt của mình là đang là một cái lớp vỏ trứng mà nó không có cái lớp vôi bên ngoài nha, rất là mềm mịn nha, làm nên là mình phải cần phải nâng niu nhẹ nhàng nha mọi người, càng nhẹ nhàng không sao hết, tại vì cái máy nó đã có cái công dụng là nó sẽ đẩy dưỡng chất cho mình rồi, mình không cần phải chà mạnh đâu, từ tốn nhẹ nhàng thôi đó. Nhìn kỹ nha, cái da mặt cái miếng này của mình nó rất là mỏng luôn mọi người, ốp lên là nếu mà ở xa nhìn là không có biết mình đang đắp cái mặt nạ lên đâu, nhìn xuyên qua cả da luôn đó. Muốn trẻ muốn đẹp thì mình nên dùng những cái mà chị em mình đang chia sẻ với mọi người nha, đầu tư được lấy lại nha mọi người, không phải lo đâu. Đó, Em cứ nhớ nhẹ hồi lúc em nhàng mới thôi. bắt đầu em kinh doanh này, cái em nghe nói là gì kinh doanh gì mà vừa được trẻ nè, vừa được đẹp nè, mà vừa có tiền, lúc đó mình thấy sao kỳ kỳ, làm gì có kinh doanh gì mà sướng như vậy. Nhưng vô là thấy nó rất đơn giản, đúng thế, mình chỉ bỏ tiền ra, mình bắt đầu mình trải nghiệm cái sản phẩm, bắt đầu mình chia sẻ thôi, không ngờ lại có thu nhập, bắt đầu từ đó, phải nói là không ngờ nó nhẹ nhàng mà nó đơn giản như vậy. Đúng rồi đó. Cái này là kênh vừa làm đẹp vừa có tiền là có thiệt đó. Rồi, sau khi hết rồi, mọi người tắt máy rồi bắt đầu mình tháo cái đầu máy đó nha. Phía sau lưng nó có cái nút nè mọi người. Nhớ là phải tháo đầu máy ra mới rửa nha. Mình chỉ rửa cái đầu thôi, còn cái này mình chùi nha, đừng có dại dột mà rửa luôn nha. Rồi. Thì hôm nay thì do là mình live stream, mình chỉ cho mọi người Em cách bước. hỗ trợ một cái này thôi nha, Rồi. cái chị Tuyết, chị Hồng còn cái bao mask phải không? Đúng là em chưa, từ từ để Ok. chị. Yep. Rồi, sau khi mà mình rửa cái máy xong mình cất nó một bên nha mọi người, biết không? Trong cái này nè, nó còn rất là nhiều dưỡng chất luôn á mọi người, rất là nhiều, mình đừng có bỏ, rất là phí nha. Thì bây giờ trong lúc mà mình chờ cái mặt cho nó, cứ để nguyên cho nó thấm, thì mình có một cái bước nữa là mình mở ra và các bạn lấy những cái dung dịch nó còn ở trong này nè mọi người. Nè, rất là nhiều nè mọi người, không mình chế ra cho coi nè. Đó, đây, những cái dung dịch này nè. Mình thoa ra trên tay và mình massage lên trên cổ mình Massage. nha. Đây, đây, đây là cái bước mà cực kỳ quan trọng nha. Mọi người đừng có bỏ, rất là lãng phí nha. Mình lấy hết những cái dưỡng chất đó ra, mình thoa lên trên cổ. Tại vì á, mọi người biết không, cái mặt mình nó săn, nhưng mà cái cổ mình nó nhăn là cũng tố cáo mình luôn á. Nên là mình sẽ cho mặt mình săn, nhưng mà cổ mình nó cũng phải được dưỡng da nha. Đây, mọi người cứ thoa lên mà mình massage. Và cái mẹo nhỏ mà mình học được từ người Nhật á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn ha. Là tay của mình nè, mình sẽ đi từ dưới cằm lên nha, mình đi tới trên mép tay của mình nè, và mình vuốt ra phía sau cổ của mình nha. Đó, cứ nhẹ nhàng như vậy, từ đây đi lên và vuốt ra phía sau cổ. Thì thứ nhất là mình có thể thư giãn, đúng không, là mình massage hai bên cổ của mình nó được thư giãn. Và cái thứ hai là từ đây mình kéo lên nè, nó sẽ giúp cho cái bụng cổ của mình đó mọi người, cái nọng mỡ như này nè, nó sẽ được kéo lên. Đây là cái cách mà người Nhật chia sẻ luôn nhé. Đó, đúng rồi, từ ngay dưới cằm nè mọi người nha, đẩy lên mép tay rồi kéo về phía sau cổ, là vừa thoa những cái dưỡng chất trong cái mặt nạ bùn này, trong cái mặt nạ này của mình ra ha, trong cái mặt nạ của máy nâng cơ nè. Đó, rồi đó, rót ra thoa lên hai lòng tay, mình chỉ lại lần nữa nha, thoa ra đều hai lòng bàn tay nha. Rồi thoa lên trên cổ và mình massage cổ như vậy nè. Đó là bảo đảm với mọi người nha, sau một thời gian thôi là mình sẽ cảm nhận được là mình khác hẳn hoàn toàn, không ai tố được cái tuổi của mình qua cái gương mặt hay là cái cổ của mình đâu, tại vì mình dưỡng đều hết, đúng không mọi người? Đó, cứ như vậy là bảo đảm với mọi người là sẽ rất là trẻ ra, và cái làn da như chỗ này của mình mà chị em phụ nữ mình sau khi sinh á, không nói thiệt, nó nổi lên một nhìn như da gà vậy đó mọi người. Nó vừa da, nó vừa nổi lên mà nó vừa có cái những cái đốm đốm nâu nâu rất là xấu, nhưng mà khi mà mình chăm sóc đúng và đủ thì bảo đảm với mọi người là sẽ rất là đẹp, mình sẽ đẹp một cách là không ngờ luôn á. Đó,
Rồi sau khi mình massage xong thì mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra rồi để mình chuẩn bị cho cái bước chăm sóc da ha. Thì tiếp theo á là chị ơi, cái miếng mà sắp sửa lột da rồi đó, cái anh Văn ảnh nói là ảnh bán cái này được nhiều hơn cả vợ của ảnh, là tại vì vợ ảnh xài cái này xong chỉ lột ra, chị Thanh Hà lột ra để qua bên anh lấy cái cục đó anh chét lên ngược lại trên mặt ảnh. Ở trong cái collagen ở trong cái mask này nó rất là nhiều, rất là nhiều. Một cái nữa đó đúng là các để xài á, có hai phụ nữ của mình á, có hai chỗ mình có thể chăm da của mình, nhưng mà có hai chỗ nó sẽ khai ra cái tuổi thật của mình, đó là một cái cổ, là cái chỗ mà chị Hồng vừa nói, còn một chỗ nữa đó là cái cùi chỏ. Bởi vậy mấy chị á, còn lại ở trong Việt Nam á, hai cái miếng lót ở ngoài á lấy ra chét ở hết lên nguyên cánh tay của mình luôn. Đúng nghe rồi đó mọi người, chuyện mà chị cho collagen trong đó còn nhiều lắm, lấy ra xài. Đúng. Cái này á nhiều luôn á. Cái này á con đóng hết cả ăn luôn ha hai. Cho vào đây. Xin đôi. Hai bé xin đôi tí hai cái này nè. À hả? Đó. Hai bé xin đôi nó lấy nó đắp, mẹ đắp cái trong con đắp bên ngoài. Đây, bây giờ mọi người lột ra nha để cảm nhận nha. Đó là mọi người thấy không nè, rất là săn luôn á, da của mình nó vẫn còn tinh chất mặc dù mình chạy một thời một buổi rồi ha. Rồi đó. Và bước tiếp theo á, ngoài cái việc mà mình đắp mặt nạ ra thì một cái bước nữa không thể thiếu đối với chị em của mình, đó là cái bước chăm sóc da. Và chị Đào là một người mà có nhiều khuyết điểm trên gương mặt của chị, mà mình được biết chị chia sẻ là nhờ cái cách chăm sóc da đúng cách của chị Đào mà chị Đào đã có được một dàn da vừa hài lòng với mình, và chị sẵn sàng chia sẻ để mọi người cùng học hỏi. Thì tiếp theo là Hùng mời Đào nha. Em cảm ơn chị. Hai Mika xin chào cả nhà. Thì các bước là mình rửa mặt này, xong rồi mình đắp mặt nạ, thì cái bước cuối cùng chăm sóc da cực kỳ quan trọng đúng không cả nhà. Thì cái nước lau sòng gọi là nước hoa hồng thì không thể nào thiếu, cực kỳ quan trọng. Mình làm gì đi nữa thì cái bước này mình phải nhớ không bỏ qua cái nước hoa hồng này, nó cung cấp độ ẩm cho da mình đặc biệt là không được quên. Mình quên cái gì cũng được nhưng cái này không được quên, rất là quan trọng. Thì cả nhà cùng mình cùng lên nước hoa hồng ha. Thì Mika rất là thích cái bước tiếp theo. Trước tiên là mình lên nước hoa hồng, mình cho nước lên trên bông nha, xong rồi mình đi theo cái chiều từ trong ra ngoài. Nếu bạn nào bổ cũng được, Mika thường dùng cái bông thì là Mika đi theo cái chiều như vậy. Cả nhà mình cùng tùy theo da mặt của bạn nào mà da khô á, mình có thể cho nước hoa hồng nhiều hơn một chút xíu, còn bạn nào da dầu thì mình lấy cái lượng vừa đủ thôi, đừng nhiều quá, vì khi nhiều quá thì nó thẩm thấu vào cái lượng dầu nó lại quay ngược lại ha. Bạn nào mà da khô thì cách của Mika da khô á, dùng cái nước hoa hồng mà gọi là gấp đôi với cái người thường thì da cải thiện rất là nhiều nha cả nhà. Mình lên nước hoa hồng xong thì Mika sẽ bật mấy cái viên nước thần, gọi là cái viên tu phay, thì mọi người hay thần tượng bạn này ha. Mika chia sẻ đặc biệt về cái viên này, tại sao Mika thích nhất. Bản thân Mika có rất nhiều nếp nhăn ở đây trên trán là do bản thân của Mika là hay nhướng, cái thói quen là nói chuyện hay gì đó hay nhướng và nó thành một cái đường rất là nhiều nha cả nhà. Sau đó thì Mika tìm hiểu về cái viên này, nó chuyên về bên nếp nhăn nè, rồi vết chân chim nè, làm cho cái da mặt mình nó căng và săn chắc cơ. Những cái ưu điểm của viên nước thần này thì Mika dùng và sau 2 năm thì cải thiện rất là nhiều, rất là tự tin luôn cả nhà ơi. Đây, bé xíu về nhiều khách. Mika tư vấn cho khách thì khách bảo là chị ơi cái viên này uống hả? Không quên uống nha cả nhà, cái viên này là mình để thoa trực tiếp lên da. Rất là nhiều bạn, chị Mika ơi, mỗi ngày mình uống mấy viên, không có uống cái này là thoa lên da. Nha cả nhà. Có người đã từng uống hả chị? Uống luôn đúng không? Khách của Mika, chị cái viên này ngày uống nhiều rồi chị? Không, đâu có uống cái này mình thoa lên, mà mấy bạn cứ thấy là... Không, nhưng mà may ngay là cái vỏ này nó sẽ tan ra, bởi vì nó không kẹt ở đâu trong người đâu. Nó gọi là nó dày rồi mấy bạn, cứ lầm tưởng chị Mika ơi mình uống nó như nào, uống nó có bị trắng không, hỏi xong mình cảm thấy mình buồn cười, nhưng mà thật ra là mình ngắt ra như vậy nha. Đó, mình ngắt ra như thế này xong mình cho lên da mình. Mỗi người thì có một cái khuyết điểm riêng. Mika thì hay tập trung cái vùng trán là vì lý do
nhăn nhiều quá nè, rồi dưới lại mắt ha, ha, là Mika tập trung nhiều nhất. Bạn nào mình bị nhức nhăn ở cái miệng đó, thì mình có thể tập trung nhiều hơn. Còn bạn nào ở mắt thì mình có thể tập trung ở mắt. Còn Mika thì cho ưu tiên ở trên cái mặt trán của Mika rất là nhiều cái lượng serum lên ha. Sau đó thì mình dùng tay của mình tán nhẹ cái lượng dầu á, thì mình tán đều lên từ dưới lên trên. Mika tập trung nha. Do Mika là bị cái nhăn ở trán nên Mika tập trung phần trán nhiều hơn. Bạn nào có cái khuyết điểm của mình ở vùng nào á thì mình tập trung vùng đó nha cả nhà. Đấy, Mika thì thường đi như vậy cho nhanh, gọi là để biến á, đi cả hai đó như vậy, từ trong ra ngoài từ dưới lên trên. Thì hai năm qua Mika không bỏ một ngày nào, nói chung buồn ngủ lắm thì cũng phải thức dậy mắt nhắm mắt mở nha. Ho xong thì ngày hôm sau thức dậy cái da mặt mình nó rất là mềm mịn, không có quên được nha cả nhà. Khi bạn nào xài xong cái gì này thì nghiện luôn đó. Bạn nào mà gọi là bị sệ mắt thì mình có thể chết luôn một chút xíu như vậy. Có nghĩa là mình tập trung vô cái phần đuôi một chút xíu ha, kéo lên như thế này, nhẹ nhàng ra nha cả nhà. Mình đi nhẹ nhàng từ trong ra ngoài. Lúc trước thì Mika bị cái nhức nhăn ở mắt thì Mika cũng làm như vậy, kéo lên tập trung. Lúc nào trong đầu Mika là bây giờ nhăn chỗ nào tập trung nhiều nhất chỗ đó thì sẽ cải thiện. Về cái viên nước thần này thì nếu như bạn nào chưa sử dụng thì nên sử dụng, và đặc biệt là những bạn ngoài 30 nha, cảm nhận sự khác biệt rất là nhiều. Tại vì bạn trẻ thì da lúc nào cũng đang tươi trẻ đúng không, mình chưa có cảm nhận được cái sự căng mịn của da. Nhưng mà da của ngoài người mà 30 tuổi trở lên á bị lão hóa rất là nhanh, khi cái viên nước thần này xài thẩm thấu rất là nhanh. Cách của Mika dùng rất là nghiện cái viên nước thần này, Mika bán nhiều nhất đối với cái sản phẩm mà của công ty mình Mika thích, nên Mika gọi là sao chia sẻ những bạn nào mà có cái quyết định giống như Mika đó thì các bạn xài xong rồi về chia sẻ cho người thân. Mika bật mấy một chút xíu nha, một chút xíu thôi, là khách của Mika dùng trọn bộ gồm máy rửa mặt, máy nâng cơ, viên nước thần và viên trắng sáng da uống bên trong. Mặt bạn ấy bị nám mà nám ngoài nha cả nhà, dùng sau 3 tháng cải thiện rất là nhiều. Xong khi mình lên cái viên này xong thì kế tiếp mình sẽ lên kem dưỡng. Kem dưỡng thì không thể thiếu, tại vì viên nước thần thẩm thấu vào da mình phải cần có một lớp kem dưỡng để phủ lại. Mình thì da dầu nên mình xài cái loại kem này, cả nhà mình sẽ lên kem dưỡng nha. Mai dùng cái gì đó Mai? Em dùng Radiant Day á chị, Efat Radiant Day, cái kem dưỡng ban ngày, tại vì bên này của em là ban ngày. Okay. Thì cả nhà mình cùng nhau lên kem dưỡng nha. Cũng là một thân xin bổ sung một chút xíu thì do mỗi người có một cái làn da khác nhau đó cả nhà mình. Người thì da dầu, người thì da khô, người thì da nhạy cảm, da nhờn, thì nó tụi Hinh đều dùng kem dưỡng khác nhau hết. Nó phù hợp với làn da, giống như da Hinh là về nám, thì anh dùng cái này nó vừa có tinh chất trị nám và kem dưỡng rất là ok nhé cả nhà mình nhé. Rồi em cảm ơn chị Mika ha. Đặc biệt cả nhà ơi, da dầu á, mình sẽ để ý một chút xíu nha. Cái lượng kem dưỡng mình cho lên vừa đủ thôi nha cả nhà, không quá nhiều. Khi mà Mika là da dầu, Mika để ý thử nghiệm, khi mà Mika lên cái dòng kem dưỡng hơi bị nhiều thì ngày hôm sau mình thức dậy buổi sáng á, da mặt của mình nó bị bết, nó bị dầu nhiều, nên là Mika bắt đầu nghiên cứu mình dùng cái lượng kem vừa đủ thì khi sáng mình thức dậy da của mình nó rất là mịn màng, không có cảm giác bị bết nha cả nhà, để ý chút xíu. Riêng về Mika chia sẻ là da của Mika da dầu, nên mùa hè mình sử dụng một lượng kem dưỡng vừa đủ thôi, còn mùa đông mình xài nhiều vẫn ok, không có vấn đề gì. Mùa hè là mình chú ý một chút về cái da dầu. Cả nhà sau khi rửa mặt nè, rồi đắp mặt nạ, rồi lên nước hoa hồng, rồi viên tru phay kem dưỡng xong thì cả nhà thấy thế nào? Rất là căng bóng mạnh đúng không? Những cái bước cơ bản là hầu như mẹ bỉm sữa nào ở nhà cũng có thể làm được nè. Vừa làm đẹp xong vừa kiếm tiền thì đầu tư cho mình gọi là không có lỗ vốn đó cả nhà.
vừa xài xong mình chia sẻ thì mình có thêm một cái thu nhập. Thì cũng giống như Mika đến với cái kinh doanh này là cũng 2 năm, cũng dùng những cái sản phẩm này thôi, chia sẻ và có cái nguồn thu nhập. Mẹ bỉm sữa ở nhà thì mình có thể dùng những cái sản phẩm mà mình chia sẻ, thì tại sao mình không thể cho mình một cái cơ hội, đúng không? Đấy, toàn bộ trên đây là mẹ bỉm sữa không đó cả nhà. Làm đẹp xong chia sẻ và có tiền, trong khi là ở nhà chồng con có tiền. Cái là gái mẹ thôi. Xong rồi đó cả nhà ơi, cả nhà là xong các bước làm đẹp chưa, rất là đơn giản, chỉ vài phút thôi, rửa mặt 2 phút đúng không, là chạy mặt nạ thì chỉ vài phút, thế là mình lên kem dưỡng xong cho mình, bản thân mình làm 10 phút trước khi đi ngủ mỗi ngày, và sáng mình thức dậy mình có thời gian thì mình chăm sóc một cái bước như vậy. Nhưng mà mặt nạ thì mình một tuần 1-2 lần, còn máy rửa mặt như thế này thì sáng tối mình không thể quên. Cái bước này rất là quan trọng ha. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi live ngày hôm nay. Thì chị Hân có lời nhắn nhủ gì cho cả nhà của mình không? Rồi, em cảm ơn chị Mika, cũng như là cảm ơn chị Hồng và chị Hằng, cũng như là em Thúy, cũng như tất cả các bạn trên Zoom cùng nhau làm đẹp, đặc biệt nhất là những bạn đang xem live ngày hôm nay đã bỏ thời gian quý báu cùng xem cũng như là theo dõi cái chương trình live đặc biệt cùng nhau làm đẹp của trong tem tụi Hân. Thì tem tụi Hân rất là đơn giản, tụi Hân đều giống như Hân cũng bắt đầu bằng cái chiếc máy rửa mặt. Đầu tiên Hân không nghĩ nó là một cơ hội kinh doanh lớn cho mình và có thể thay đổi cuộc sống của chính gia đình mình và cũng như tất cả mọi người xung quanh. Và em dùng chỉ đơn giản là em lúc đó em muốn cải thiện cái làn da của mình để cho cái làn da của mình nó được sáng hơn. Tại thật sự hồi đó mình làm xôi chè, cái làn da mình sau gần 3 năm mình kinh doanh xôi chè, thức khuya dậy sớm nó rất là tàn. Nhưng mà không ngờ mình dùng cái chiếc máy này sau 2 tuần mình có kết quả. Và cái làn da của mình mụn cám nó không còn, mình chỉ đăng đơn giản trên Facebook là mình cảm ơn cái chị bạn đã chia sẻ cho mình chiếc máy rửa mặt mà nó có tác dụng rất là tuyệt vời. Nhưng mà không ngờ chỉ qua cái bài đăng của mình mà rất là nhiều người hỏi mình muốn mua cái máy này, xong mình cũng chia sẻ, mình giới thiệu, nhưng mình không ngờ qua cái giới thiệu của mình rất là đơn giản mà mình được công ty trả cho mình cái hoa hồng. Vậy đó là mình cũng không nghĩ là ủa sao mình lại có tiền, ủa sao mình chia sẻ từ nào cho mình vẫn ăn quán phở ngon, mình vẫn đi chia sẻ, mình nói chỗ này bánh ngon các bạn đến ăn, thì mình đâu có thể được ai cảm ơn cũng được tiền. Nhưng không ngờ kinh doanh này nó lại đơn giản, nó bắt đầu rất là đơn giản, và tất cả chúng bạn trên đây đều là những người mẹ bỉm sữa, mình biết làm đẹp và mình cùng nhau kiếm tiền qua những sản phẩm mình đã dùng rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Thì bạn nào mà mình đang là mẹ bỉm sữa hoặc những bạn mà đang có thời gian rảnh mà các bạn nào muốn làm đẹp mà có thêm thu nhập giống tự Hân thì các bạn hãy inbox cho những người, hãy liên lạc với những người nào mà gửi cho bạn cái đường link này nhé, để mình sẽ được hướng dẫn cách bắt đầu đơn giản, nhanh, gọn lẹ mà có tiền ngay sau khi dùng sản phẩm. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Nhất là gửi chị bố số 6 thôi, là nhất là nếu mà muốn ngủ mà có tiền thì nhớ làm cái này, tại vì bên Nhật bắt đầu ngủ em thức dậy đây nè, bởi vì mấy chị bây giờ đi còn em là bắt đầu buổi sớm lên. Cảm ơn Mai đã nhắc nhở, đúng thế, bây giờ thị trường Nhật đã có rất là nhiều bạn bắt đầu ngủ đã có tiền, hơn cũng vậy, ngủ đi một đêm sáng tiền coi cả nhà ơi, nhảy đã có tiền. Rồi bye bye cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà, chúc cả nhà một tối vẻ nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn.